600 mấy năm về trước, Phật Thích Ca ra đời là một cái nhánh cây trong cái thân cây, đúng không? Mà Chúa Giêsu ra đời 2022 năm là một cái nhánh cây. Ông Mohammed ra đời sau đó cũng là một nhánh cây. Cứ nghĩa là mỗi cái đạo mọc trong mỗi cái thân cây của mỗi cái vùng miền, nó thuận tiện của cái phong thủy của dân ở vùng đó, họ sống để họ học. Nhưng mà tất cả đều là một, ăn hiền ở lành, học cái chữ hiền thôi. Mà hôm nay mình lại đấu đá nhau rồi vì thánh chiến. Chỉ có đạo Phật là đạo không có đổ máu. Ai bệnh cũng kêu ông trời, ai vui cũng kêu ông trời, ai trúng số cũng kêu ông trời, ai sạt nghiệp cũng kêu ông trời, cái gì cũng kêu cha hết. Thì trong tương lai đạo Thiên Tâm sẽ thống nhất thế giới, thì chỉ có thờ cha là độc nhất thần, rồi sau đó mình học Phật để cho thế giới được hòa bình. Và cái dấu hiệu này là dấu hiệu của Phật Di Lạc. Trong tương lai, Ngài xuất hiện, Ngài sẽ giải thích. Thì Kiệt là người truyền tin. Kiệt truyền tin trước là vì sao? Là vì trong những 3 năm cuối cùng của Hạ Nguyên, của thời mạt Pháp, rất là nhiều chuyện nó xảy ra mình không ngờ. Thì bao nhiêu chuyện xảy ra, Covid, người thân mình ra đi một cách đột ngột, có những người cả nhà chết, chưa còn là có 1-2 đứa nhỏ. Có những cái ra đi con người không thể nào tính trước được. Những cái chiến tranh xảy ra đột xuất, Nga đánh Ukraine, tới ngày hôm nay biết bao nhiêu tan tóc, biết bao nhiêu người chết một cách vô lý. Cả cái Âu Châu người ta đang sống vui sướng mà hôm nay ngày đêm phải hồi hộp, không biết tối nay mình có bị bom nguyên tử nó nổ rồi mình đi luôn hay không. Ai vậy đó, Phật biết bao nhiêu chuyện dồn dập liên tục xảy ra những năm gần đây. Thì Kiệt lên đây Kiệt nói để cho quý vị là một cái thiền bát nhã cuối cùng, một cái cơ hội cuối cùng, và một cái lời từ bi của cha của mẹ và của các chư vị, để mà cho những đứa con gọi là lì lợm cứng đầu giờ chót quay đầu cho kịp. Chứ lâu nay cả hàng mấy trăm năm nay Đức Thầy xuất hiện, đạo Hòa Hảo xuất hiện, đạo Cao Đài xuất hiện, đạo Bửu Sơn Kỳ Hương xuất hiện, đạo Pháp Sĩ cũng xuất hiện, biết bao nhiêu đạo xuất hiện ở miền Tây. Tại sao chỉ có miền Tây không? Tại sao miền Nam không? Mà trong thế giới có 3 cái đạo thôi là hết thế giới, mà nước Việt Nam mà nó biết nhiêu đạo ra đời. Đạo ra đời đâu phải là chuyện dễ đâu quý vị. Người thường đâu có thể làm được. Suy nghĩ đi. Mà tại sao nước Việt lại như vậy? Đó là vì Phật Di Lạc sẽ xuất hiện ở miền, ở nước mình, ở miền Tây, núi Cấm. Kiệt đã nói bao nhiêu lần. Rồi hôm nay Kiệt lên 3 năm chót của cái thời Hạ Quan để chỉ khuyên người quay đầu lại cho lẹ. Đó là thời Hạ Quan này. Hay là Phật. Mà những ngày đầu ra đó rất là nhiều đụng chạm, những Phật tử á chửi Kiệt nhiều nhất. Thì họ trong đạo, họ nghĩ họ có một chút học Phật thì họ giỏi. Sau đó cũng có một số thầy. Rồi bây giờ thì quý vị ở trên á mới nói, tại Kiệt theo dõi tin tức của lòng người trên thế giới bằng cái cách hỏi trên thôi. Thì tăng ni thời nay khoảng 50-60% cũng đã tin. Bên Công giáo cũng rất là đông, 40-50% cũng tin. Nhưng mà không có ra mặt. Cái ngã cũng còn á. Bởi vì nhiều lúc á mình cứ buồn. Tại sao hồi xưa Phật Thích Ca không nói hết cái rừng lá luôn để cho hôm nay dễ, phải không? Nhưng mà nếu nói hết cái rừng lá Tam Đại Tạng Kinh, quý vị có biết bao nhiêu cuốn kinh không? Biết bao nhiêu cuốn mà bao nhiêu cái nhà chứa kinh, làm sao mình đọc hết? Phật chỉ nói phần của Phật thôi. Nhưng mà khi mà Phật vừa sanh ra đó, lúc mà lễ đảng sanh, lễ Vu Lan để đảng sanh đó, thì quý vị thấy Phật lúc mới sanh ra 7 ngày, Phật đi mỗi một bước đi 7 bước, mọc 7 bông sen.
Phật chỉ lên trời, thiên thượng, đức là cha, đúng không? Cái câu kế tiếp với Phật chỉ xuống đất, thiên hạ, tức là chúng ta, dư ngã, tức là sự bình đẳng hết. Độc tôn chỉ có một tôn giáo thôi, tức là tu kiểu nào không biết, chỉ có về trời thôi. Trên đó có một, dưới này mình cũng giống như thay vì người đi học kỹ sư, người học dược, rồi người học về thú y, đại khái. Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn, đó là vậy. Nhưng mà câu đầu tiên là Phật Thích Ca nói ở trên á, có ông trời á, thượng là thượng thiên, đừng đừng